Vậy là sau khi chúng ta đã thực hiện xong cái logic cơ bản nhất liên quan tới vấn đề search và ứng dụng được Vue.js vào trong trường hợp này, theo một cái tư duy hoàn toàn khác như JavaScript thông thường. Tiếp theo mình sẽ nâng cấp cái ứng dụng search của chúng ta lên ha. À, trong video trước thì mình thấy là nó có một cái nhược điểm là mình không tìm kiếm được các dạng chữ hoa, chữ thường. Ví dụ như mình ghi như này là hello, chữ web, chữ e viết hoa này, chữ b viết thường này, mình chấm thằng include. Và mình tìm kiếm cái chữ là web như này thì nó sẽ trả mình là false, bởi vì cái chữ e á, nó phải là viết hoa nó mới đúng. Ví dụ này chữ e viết hoa mới đúng này. Vậy thì mình sẽ chuyển đổi qua một bước trung gian nữa ha, đó là từ cái chủ này này mình sẽ chuyển đổi hết về dạng chữ thường. Đây mình sẽ chuyển đổi hết về dạng chữ thường, tương tự cái thằng substring á, mình cũng chuyển đổi về dạng thường luôn. Đó, vậy là xong, nó sẽ bị true thôi. Thì cái việc chuyển đổi một cái chữ sang dạng chữ thường rất là dễ, mình phải biết được cái từ khóa đó ha, đó chính là cái lower case, mình chìm cái từ kia JavaScript vào thôi. Đây thì nó sẽ có một cái hàm đó như vậy đó. Ví dụ như mình có một cái string, string này á, mình gọi tới cái hàm là to lower case thì nó sẽ trả về cho mình một cái chuỗi đã được chuẩn hóa chuyển hết về chữ thường, thì mình chỉ cần copy cái này thôi. Đó, thực tế mình cũng không cần nhớ ha, mình chỉ cần biết cách lên Google search là xong. Cho nên đây này, cái giá trị trước này, trước khi mà mình gọi thằng include đó, thì mình trải qua cái thằng to lowercase đã, và bản thân cái hàm này này nó sẽ trả về cho mình một cái string, cái string nó giống y chang như này, cho nên mình có thể viết trực tiếp như vậy được ha, viết liên tiếp luôn. Enter này vẫn chưa nhận được đúng không? Vẫn là false, tại vì cái thằng phía trước á, cái thằng phía trước này nó trả về cho mình là in thường rồi, ok rồi, nhưng mà cái chữ web bên kia nó vẫn chưa in thường. Đây in thường rồi này, nhưng mà cái giá trị substring á, mình cũng phải chuyển bình thường luôn ha. Vì chỗ này mình phải làm hai bước, bước thứ nhất là thằng phía trước rồi, ok rồi, bây giờ mình thằng phía sau cũng phải làm như vậy luôn. Ở đây này mình phải chấm tới thằng lower case, enter đó, thì nó sẽ trả về cho mình true ngay lập tức. Thì chỗ này sở dĩ mình biết được như vậy là bởi vì cái thằng này có return về nha, cái hàm này này nó có return về một cái chuỗi, rồi từ cái chuỗi đó mình chấm tiếp một lần nữa include. Đây là cách viết tắt thôi, các bạn hoàn toàn có thể ghi như này new string bằng cái đống phía trước này đó, rồi và new substring bằng cái đống phía sau này, copy bỏ đây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thằng new string chính là cuối cùng phía trước đúng không, chấm include, truyền cái new substring vào, nó cũng hoàn toàn y chang như vậy, chẳng qua là mình tách ra thành ba dòng thôi. Còn đây cái logic khá đơn giản cho nên mình có thể viết trực tiếp luôn ha, có biết cái hàm này bỏ vào đây, vào trong thằng app này, bỏ cái vị trí này này, trước khi mình include á, thì mình sẽ chuyển đổi về dạng chữ thường đã. Tương tự cái thằng sub, thằng string short này mình cũng chuyển đổi về dạng chữ thường ở đây đó. Nếu như bạn nào nhìn rối thì mình có thể tách riêng ra cũng được ha. Còn cái chỗ so sánh bằng true này này, mình không cần so sánh cũng được, mình có thể áp dụng cái kiến thức là true thì và false, tại vì bản thân nó sẽ trả về cho mình là true rồi, cho nên mình không cần so sánh nữa ha. Rồi cái này là một ý thức điều kiện. Chỉ có một dòng thôi thì mình cũng không cần cái dấu ngoặc nhọn này cũng được này, xóa đi cũng được này. Đó. Thì nếu như bạn thấy dài quá mình có thể tách ra ha, ví dụ mình ghi là let new name hoặc là lower name chẳng hạn, lower name bằng item chấm name chấm to lower case đó, vậy thôi. Rồi lúc này mình sẽ truyền cái thằng lower name vào phía trước này nè, chính là cục này đúng không, vào đây đó. Tương tự string short cũng vậy, mình có thể chuyển đổi luôn ở đây là let lower substring bằng cái str short này chấm tới thằng to lowercase. Đó, cũng tương tự thôi, bỏ đây cho nó gọn này. Rồi, lower substring. Ok. Những thứ điều kiện thì mình không cần dấu ngoặc nhọn ha, tại vì nó chỉ có một dòng đơn giản thôi. Rồi, lưu lại. Mình sẽ kiểm tra lại logic của mình này. Bây giờ mình nhập vào cái giá trị là ABC đó. Mình nhập vào chữ int thường nhưng nó cũng search được cái thằng ABC ở đây. Rồi DEF. Rồi, bây giờ nó sẽ trả về mình cái chuỗi rỗng. Vậy thì mình hoàn thiện thêm một cái logic nữa đi. Khi nó là cái chuỗi rỗng á, thì mình nên hiển thị một cái dòng thông báo đây ha, là list empty chẳng hạn. Thì cái chỗ này đó, nó nằm ở trong cái thằng component list table. Đây, to do list table. Mình sẽ vào đây. To do list table này. Thì chỗ này mình sẽ kiểm tra hai điều kiện thôi.
Nếu như cái này là rỗng á, tức là cái thằng list start này này, mình sẽ có một cái thứ điều kiện đây, vif khác chấm len ha, chấm len khác rỗng đúng không, khác không, thì mình mới hiện tại cái bảng này ra. Và các bạn nhớ này, cái nguyên tắc của thằng vuông là mình không nên dùng chung cái thằng v4 với lại vif nha, không nên dùng chung. Cái phần này mình cũng đã lưu ý ở trong cái buổi thứ nhất rồi. Thực tế các bạn ghi dưới này cũng được nè, nó vẫn chạy được, nhưng mà mình không nên như vậy, nó sẽ giảm hiệu suất chương trình. Mình nên viết cái vif ở phía trên, nó báo lỗi ngay ha. Đây nè, cái vif này nó nên chuyển ra cái thằng ở bao bên ngoài đó. Bây giờ thằng Visual Studio Code rất là thông minh, mình sẽ bỏ ra phía ngoài ha, không nên bỏ ở dưới, bỏ đây nè. Vậy thì ngược lại thì sao, mình cũng có một cái thằng T body ngược lại, tức là VL đúng không. Ngược lại thì mình sẽ hiển thị ra một cái câu thông báo là list empty chẳng hạn. Rồi thử chạy lại xem. Đây, list empty này. Thì mình nên bỏ nó vào trong một cái column nào đó ha. Ở đây mình đang có 4 column. Tức là phải có cái thẻ TR nó mới chuẩn được, thẻ TR này. Rồi trong cái TD này mình sẽ gom column span vào bằng 4 luôn đi. Đó, list empty. Đây, list empty. Thằng này mình có thể bỏ vào trong thẻ H2, H3 nó cũng được ha. Ví dụ như H3 đi. Đó. Cái này là điều kiện ngược lại này. Còn nếu như cái thằng này mà khác rỗng á, tức là cái mạng của mình nó có giá trị á, thì nó sẽ hiển thị list item phía dưới. Ok. Rồi chạy lại thử ha. Tắt đi cho bạn dễ nhìn này. Bây giờ mình sẽ nhập cái giá trị là ABC. Đó. Nhập giá trị là Lauren. Đó. Nhập giá trị là dollar chẳng hạn. Nó sẽ trả mình là 4. Đó, mình search tới đâu nó tìm kiếm ngay tới đó luôn, chứ mình không cần nhấn enter gì cả đúng không? 1 2 3 này. Đó, 1 2 3. Rồi DEF này. Đó, tương tự mình nhấn clear thử ha, clear thì nó cũng tự động render lại. Đó, thì các bạn thấy này, cái logic ở đây nó sẽ khác một xíu so với JavaScript thông thường ha. JavaScript thông thường là mình phải chủ động tương tác với cấu trúc DOM, còn ở đây á, nó sẽ tự động render lại, tại vì Vue.js nó sẽ có cái hệ thống phản ứng ở bên dưới. Thằng commented này á, nó sẽ tự động chạy bất kể khi nào mà cái dữ liệu trong đây thay đổi. Tại vì trong đây mình có dùng cái thứ nhất là dùng string search này, cái thứ hai là mình có dùng cái list start này. Chỉ cần một trong hai cái này thay đổi thì nó sẽ chạy lại cái hàm này cho mình. Thì đó là cái phần kiến thức liên quan tới committed. Và ở đây mình cũng nên làm như vậy ha, cho nó đúng chuẩn của Vue.js.